mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ giao động và giao động thứ nhất giao động giao động là từ hán việt giao là lung lay động là không vững giao động là lung lay không vững nghĩa thứ nhất giao động là chuyển động qua lại hai bên một vị trí cân bằng. Thí dụ, dao động của con lắc đồng hồ. Nghĩa thứ hai, dao động là xê dịch trong một giới hạn nào đó. Thí dụ, nhiệt độ dao động từ 21 độ C đến 30 độ C. Nghĩa thứ ba, dao động là mất thế ổn định vững chắc về tinh thần, tư tưởng hay ngã nghiêng, nao núng. Thí dụ, dao động khi gặp khó khăn, thử thách. Thứ hai, dao động. Dao động là viết sai chính tả, tiếng Việt không có từ này. Vì thế, dao động mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ khinh bạc và khinh khỉnh mến chào tạm biệt các bạn